Vâng, sẽ mời các bác nghe combo Lukma với JBL là một combo rất là tuyệt vời. Thì không xa lạ với các bác đó là con Lukma huyền thoại về âm sắc, Lukma L80V là phiên bản nâng cấp của con L80. Nó có một thiết kế rất là trang nhã và sang trọng, có thể để ý những cái nấm đúc đó này. Đấy, nó đậm hơn cái mặt mặt tiền, nó đặc trưng của hãng. Con này rất là mới, lâu lành luôn nha các bác. Khó mà có một điểm chê nào luôn, giá là 21.500.000 và giá cả thì em đã cân đối rồi, các bác yên tâm về chất lượng cũng như là độ đẹp, độ long lanh xinh đẹp hết nha các bác. Và em sẽ gift với nó cặp loa JBL L166 audio mà em đã quay và giới thiệu cho các bác ở video sáng trưa hôm nay là ngày 19 tháng 2. Em sẽ test một bài nhạc Mỹ, nhạc California để các bác cùng có thể thẩm được cái giải trung cao và giải tiếng mượt mà của con 80V này. Và 80V này các bác có thể chơi được những dòng bass 40, ví dụ như là Tannoy Eden bass 40. Đối với cặp loa Eden thì con này đánh rất là hay nha các bác. Hoặc là những dòng loa loa toàn giải con 80V đánh rất là hay. Mời các bác nghe nha. Các bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm và video mới mỹ nhất. Và cặp loa này là giá là 33 triệu nha các bác, 33 triệu. Đầu năm thì em đã bớt 500 thì còn 33 triệu nha. Các bạn thấy giải chép của con 80V nó thì rất là mượt.